Let's go. Vậy là bây giờ mình sẽ thực hiện là mình sẽ đi lét kín cái con phượng ở ngực này. Anh em cùng theo dõi nhé. Về tung mực thì ở đây thì mình máy thì mình sẽ set up sẵn rồi. Mình đi kim 9 giờ L. Còn mực thì mình sẽ sử dụng một tung đậm và một tung là tung nhạt, là tung 4 giọt. Mình anh em sẽ chuẩn bị một cái cốc nước rửa này. Tại khi mà mình muốn đi cái lét đậm này, đi lét đậm xong thì mình chuyển sang lét nhạt ấy, thì mình rửa kim đi nhé. Sau đó mình sẽ tiến hành mình chấm mực với cốc nước nhạt để chúng ta xăm. Ok, còn đây là mẫu. Đó, rồi ok, bây giờ mình làm. Xăm cái hình này nó cũng khá là lâu đấy. Quay kỹ vào cái phần đi lét này. Anh em chú ý xem thật kỹ mình đi lét nhé. Khi mà mình cầm máy này, mình cầm rất là chắc. Những cái đầu ngón tay của mình ấy, mình sẽ cầm càng chắc càng tốt nhé. Nói chung là các bạn cầm chặt để cho nó chắc. Và sau đó là cái thế ngồi của các bạn nó phải thật là thoải mái. Khi mà các bạn xăm, các bạn phải xác định được cái đường cua tay của các bạn. Các bạn cua được bao nhiêu thì các bạn sẽ để tay nó như thế, để các bạn đi lét nó đỡ bị rung tay. Còn khi các bạn mà xăm mà các bạn hay với tay ấy, với theo cái đường nét ấy, thì tay nó sẽ rất dễ bị rung và nó sẽ bị lệch ra, lệch lét. Như thế thì cái đường lét của mình nó sẽ không được đẹp và hiệu quả. Đấy, mình xăm mình chỉ hơi căng da ra một chút thôi, tại vì cái phần ngực này cũng khá là căng rồi ấy. Anh em xăm ấy thì anh em chú ý, anh em xăm nét to thì anh em đi đứng máy lên nhá. Có nghĩa là đi máy nó sẽ vuông góc cho kim nó đâm thẳng từ trên xuống dưới ấy, chứ nó không đứng đâm chéo. Như thế thì cái led của mình nó sẽ ok hơn. Đấy, khi mà anh em đi đứng máy lên thì anh em sẽ nhìn, chúng ta sẽ có một cái led. Led nhìn nó sẽ tròn led hơn nhé, và nó sẽ đẹp hơn. Đó, anh em có thể thấy không? Nhìn lên led nó sẽ tròn hơn này. Led nó sẽ tròn mực hơn và nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đây là lúc mà mình bắt đầu mình xăm mặt của con phượng. Khi mà anh em xăm mặt của con phượng thì nó có những cái led dài ấy, và đặc biệt là có những cái đường cong ấy, thì anh em cố gắng anh em phải đi dứt khoát một nét nhé. Ví dụ như là cây đường của cái mỏ này này, thì anh em sẽ đi dứt khoát một đường cho nó hết cái đường của cái mỏ này, chứ anh em đừng đi một nửa sau đó anh em lại lối rồi nhé. Khi mà anh em lối thì anh em có thể là trong quá trình lối mình đi nó sẽ bị rung tay, hoặc là mình lối nó không chuẩn được cái đường nét cũ, đâm ra là cái nét đó nó sẽ không được đẹp. Thì cái điều đó anh em sẽ chú ý, anh em sẽ đi một nét giống như mình đang đi này, cái phần mỏ này, anh em sẽ đi một nét cho nó dứt khoát, cho nó hết cả một cái đường nét dài từ cái phần đầu mỏ cho tới phần cuối mỏ ấy. Như thế thì cái nét của mình nó sẽ đẹp hơn nhé, và nó sẽ mượt hơn đấy, có nghĩa là nó không bị vấp. Đó, anh em có thể xem không, nhìn nó sẽ không bị vấp nhé. Đừng xem đi, nằm im, rung hỏng. Cái mặt
Thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes, I lost all feeling from my head to my toes, you said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed, switches how you see things, realize something needs change, cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up, cause enough is enough. Take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad.
Hello anh em nhá. Thì cái hình mà mình hướng dẫn anh em và chỉ cho anh em cũng như là mình quay cho anh em xem ấy, đi led xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ lau sạch để cho anh em xem cái led của mình đi nó như thế nào nhé. Ok anh em. Quay xa quay gần các kiểu. Mẫu này thì hơi đen một chút. Dạ, hơi đen. Ngăm ngăm da lâu và... Khi mà anh em xăm cái hình đi led ấy thì anh em lên thấm giấy rồi nhé. Và anh em để xăm xong hết rồi ấy thì anh em mới lên lau, chứ anh em đừng vừa xăm vừa lau nhé. Như thế thì nó sẽ rất là rát, và đặc biệt là ủ tê ấy. Như thế thì nó sẽ rất là rát. Nên anh em khi mà anh em xăm, anh em phải xăm xong thì anh em mới lên lau sạch sẽ. Cho anh em xem quả led, siêu led. Xem nó căng cái độ như thế nào nhé. Phải cho rõ cái mặt nó ngần ngần đi. Em phải tắm được. Hả? Em phải tắm được. Tắm được nhưng mà đừng bôi sạch phòng tắm trực tiếp mà. Nhỉ? Không dính nước nó không rát, nó mát. Bôi sạch phòng vào thì nó mới rát thôi. Trời, mất người luôn. Ừ, quay cổ đi anh ấy, sau anh rửa cho. Ngần ngần lên để anh quay nó dễ. Tí xong rồi ngó lau nó dễ. Sạch. Đây là phượng hoàng tỉa quang tim nhé. Con phượng này thì mình sẽ thực hiện là xăm tỉa. Khi mà đánh bóng ấy thì mình sẽ tỉa theo phong cách tỉa của quang tim. Kỹ thuật tỉa thì anh em mình hướng dẫn cho anh em xem rồi, nhưng mà hôm sau mình tỉa cái con này thì mình sẽ lên video để cho tất cả anh em xem nhé. Đấy, anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn vào chuông nhé để nhận được những video và những thông báo sớm nhất khi mà mình ra video. Da đen nhỉ? Nhện sắp đen bằng mực luôn rồi. Thằng cu em này thì giống mình là nó thích xăm đằng trước. Xăm đằng trước thì đi tắm, đi giặt hoặc là đi chơi mình, hoặc là thỉnh thoảng lâu lâu cởi trần ngắm trong gương và được ngắm cái hình xăm của mình. Nên anh em này, cu em này xăm ở người trước nhé, nửa người trước, còn lưng thì sẽ xăm sau. Mình cũng thế, lưng nó xăm đâu. Thế là cả xã Nghĩa Tâm là chỉ có hai ông là có phượng kín người ở phía trước thôi. Đây là hai ông đó này đang ngồi ở đây đây. Cả cái xã Nghĩa Tâm của mình. Ra không? Ra. Đứng đứng thẳng lên đó. Ngừng ngờ cằm nhé, ngừng ngờ mắt quay quay nhé. Nó rõ. Tay giữ này mà, giữ lên thằng này. Để lướt tay chạy lên đó. Nó sẽ xanh. Tí về nhà nếu mà tối tắm á, cái nước máu nó chảy ra nó bám vào những cái đường này này thì cậy cậy nó đi nhé. Cái ngửa cái mặt lên. Tí cứ cởi trần đi tới đây vào trong cái tâm thôi, Nghĩa Hùng thôi. Ngồi xuống để quay kỹ kỹ tí.
rất là chi tiết quá. Đấy, ok anh em, đây anh em xem cái mặt này. Đấy, xem cái đường led này, thử cái độ căng của cái độ led này xem nó như nào. Cái này tỉa lỡ lỡ lên là ok rồi nhá. Quan trọng nhất là cái khung nó phải rõ ràng sắc nét. Khi mà anh em xăm xăm khung cái thể loại châu Á thì anh em áp dụng cái kỹ thuật đi led của thể loại đi led của Nhật cổ nhá, thì led nó sẽ rất là ok và rất là đẹp. Ok tất cả anh em.